chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Ev Princess Cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín Happy Too chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Được một phần khoai chiên cỡ vừa miễn phí nếu mua bất cứ crispy chicken sandwich hay Big Mac. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319-princesslife.com quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 7149899911 hay vào website cá nướng da giòn com Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình Cà phê sáng của Lý Đô Sài Gòn TV. Trước phần quảng cáo thì Ngọc Lan đang nói đến cái, cái lịch trình mà người ta gửi cái tiền của tiểu bang California gửi đến cho những người tùy theo cái income đó. Mà nó sẽ thay đổi từ 200 đô la cho đến người nhận cao nhất, gia đình nhận cao nhất là năm mươi đô la. Thì ở đây là cái lịch mà cụ thể nè. Đối với những cái người mà đã nhận cái gọi là Golden State Stimulus đợt 1, đợt 2 mà Direct Deposit thì quý vị đã được người ta gửi ra từ ngày 7 cho đến ngày 25 tháng 10, đã gửi ra rồi. Đối với những người mà cái đợt uh, mà không có nhận được cái tiền đó đó, uh, cái tiền mà uh, Golden State Stimulus không có nhận được nhưng mà bây giờ quý vị lại được giống như là qualify cho lần này thì những người đó cũng là direct deposit thì sẽ được gửi ra từ ngày 24 cho đến ngày 24 tháng 10 cho đến ngày 14 tháng 11 là coi như là đến hôm nay là đã gửi ra rồi. Um, đối với lại những người mà nhận thẻ đó thì cũng tương tự uh, những ai mà uh, đã nhận được cái golden state stimulus của đợt 1, đợt 2 và có cái họ bắt đầu bằng chữ a, chữ a cho đến chữ y thì đã được nhận từ ngày 24 tháng 10 cho đến ngày 5 tháng 11 là cái thẻ debit đó được gửi ra. Uh, đối với lại tương tự như vậy mà cái last name bắt đầu bằng chữ f đến chữ m thì là gửi ra từ ngày 6 cho đến ngày 19 tháng 11. À, với những người mà last name bắt đầu bằng chữ N với chữ V cho đến chữ V thì là từ 20 cho đến ngày 3 tháng 12. À, những người mà last name bắt đầu bằng W cho đến chữ uh, Z. Chữ Z hả? Z. Chữ Z đó. Z đúng rồi. Z. Z. Z đúng rồi. Thì là từ ngày 4 tháng 12 cho đến ngày 10 tháng 12 là gửi đối với những người mà quý vị không có nhận trước đây không có thỏa mãn cái điều kiện để nhận được cái golden set stimulus thì những người mà last name bắt đầu bằng chữ A cho đến chữ L thì sẽ được nhận bắt đầu từ ngày 5 tháng 12 cho đến 17 tháng 12 thì cái đóng mới được gửi ra nhưng giờ chưa có à, những người mà cái last name bắt đầu bằng chữ M cho đến chữ Z thì từ 19 cho đến 31 tháng 12 thì cái 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 thẻ đó mới được gửi đi À, còn đối với lại những người mà thay đổi direct deposit mà thay đổi cái thông tin về ngân hàng vân vân thì quý vị sẽ được nhận từ ngày 17 tháng 12 cho đến 14 tháng Giêng năm 2023. Thì đó là đây là cái Ngọc Lan thấy là người ta update cái này là chi tiết nhất rồi đó. Thì quý vị cứ căn cứ theo coi những người nào mà chưa có nhận được. Ai mà direct deposit thì coi như là đã có xong hết rồi. À, còn riêng đối với những người mà nhận cái thẻ debit đó. Thì tùy theo cái họ. Quý vị xem cái họ của mình nằm ở khoảng nào. Thì cái thời điểm mà Ngọc Lan vừa mới nêu ra đó là người ta cho biết như vậy. À, có nhiều người hỏi à, là sau khi mà mình thấy cái ngày mà họ đưa ra cái debit card, cái thẻ thẻ nợ đó, thẻ thẻ gọi là thẻ có tiền đó hay là vào nhà băng thì mình coi ngày hôm đó liền hay là sao thì cái câu trả lời đó là thường là khi mà họ bắt đầu gửi ra thì quý vị thấy để ý là từ 3 tới 5 ngày nó mới vô được trong tài khoản nhà băng của mình. Còn còn theo tùy theo nhà băng cũng có thể là lâu hơn cũng có thể nhanh hơn nhưng mà trong khoảng từ 3 tới 5 ngày là mình sẽ thấy tiền trong cái ngân khoản trong cái tài khoản của mình còn nếu mà họ gửi bằng thơ về tới nhà mình thì phải hai tuần họ nói là ít nhất phải chờ 2 tuần có nhiều người hỏi là có cái cách nào để tôi coi coi ở trên mạng là cái đường đi của cái lá thơ đó hay là họ gửi ra hay chưa cái tiền của tôi đáng lẽ nhận được đó đã gửi ra hay chưa đó thì California chính quyền cho biết rằng là tốt nhất là mình đừng làm gì hết. Mình cứ chờ là tại vì họ sẽ gửi ra và tùy theo cái 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 mà họ phân nó chia nó ra đó là theo cái uh, uh, họ của mình, last name đó cái họ của mình hay là quý vị là đã đủ điều kiện cho cái đợt 1 đợt 2 rồi thì nó sẽ nhận được ngày nào ngày nào thì họ sẽ tính toán và họ làm. Tại vì lần cuối cùng mà họ sẽ gửi ra là khoảng đầu tháng giêng của năm 2023. Cho nên nếu mà mình không nhận được tháng 11 thì mình còn tháng 12 nữa để mà mình chờ đợi. Đó, cho nên quý vị đừng có gọi là nôn nóng.ủa sao người kế bên tôi, bạn tôi đây là có rồi mà tôi chưa có. Tôi chưa có Ngọc Lan có từ từ hồi đầu tháng 11 rồi. Lại. đó. Như vậy là thấy rõ ràng là không biết họ căn cứ như thế nào đó. Mà Ngọc Lan thì cũng họ Nguyễn giống tôi. đó cũng là trong phần chữ N mà tôi thì tới giờ này chưa nhận được còn Lan này nhận được rồi nhận được rồi mà nó nó tan biến <laughs> đi đâu rồi à, nó vô con gà tây rồi <laughs> nãy giờ nó vô đâu hết rồi à nói về con gà tây thì à, hồi sáng tôi cũng à, tay mày tó mó, đó tôi hỏi coi là nếu anh không hết con gà tây thì mình làm gì với con gà tây đó trong ngày lễ Thanksgiving dĩ nghĩ là nhiều người cũng thắc mắc là tại vì con gà tây nó to lắm quý vị nếu mà mua con gà to về ý định của mình là mời họ hàng hàng xóm tới ăn nhưng mà vì bận rồi nhà này cũng có tiệc nhà kia cũng có tiệc là cuối cùng ăn không hết con gà tây làm cái gì thì google ở trên mạng để cho biết là à nếu ăn không hết con gà tây thì mình làm cái gì trời ơi trong này nó người ta list ra nó có những cuốn sách đó họ bán ở ngoài kệ sách ừ. làm gì với con gà tây sau khi ăn không hết nó có sách vở đàng hoàng đây là cuốn sách là 15 món có thể thực hiện được với món con gà tây còn lại. Dưới đây nè, 44 món còn làm được với con gà tây rồi, 55 món nó để còn đây là easy nữa, tức là dễ dàng để làm với con gà tây. Mà trong đó tôi thấy có cái món là dễ làm nhất nè. Thịt gà tây còn lại làm cơm chiên, cơm chiên gà tây dạ yeah. ngọc lan nghĩ á, sở dĩ họ đưa ra nhiều cái cách như vậy đó ừ. thì uh, như đã nói là cái con cà tay nó lớn mà đôi khi những cái gia đình theo truyền thống của mỹ đâu phải là họ hợp mặt đông người đâu đôi khi chỉ có trong gia đình thôi hai người bốn người họ cũng làm họ làm để cho nó có cái không khí giống như tết của việt nam mình vậy đó đôi khi ở có một mình cũng dớt về một cái bánh chân hay một cái bánh tét to đùng ăn xong rồi không biết làm sao ăn cho hết Gà tây tương tự như vậy, cho nên là uh, nó dư nhiều. chứ nếu mà ở đây mà mình thường á, mà tụ hợp lại á, thường phải đông người giống như bữa đài mười mấy người mới ăn hết một con gà tây nhỏ 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 như vậy thì ăn hết. Đã là con gà nhỏ rồi đó. Đúng rồi. <cười> <cười> uh, rồi ừ. uh, mình có thể làm đó, xắt nhỏ 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 ra rồi xào với hành tỏi lên nước tương được vô nó thơm rồi lấy chiên cơm, uh, hay là nấu sôi. Nấu ngán, ngán. <laughs> tại vì nấu nữa đó thì nó ngọc lan nghĩ nó, nó mình làm cái gì mà nó dạng mình nó khô khô đó, à. thì nó sẽ ngon hơn là mình làm những cái um, cái nấu mà nó ướt ướt mình không đem nấu phở được mình không đem nấu không nên nấu cháo hay là nấu súp mà ngọc lan thấy là chiên cơm được nè nấu xôi, xôi mặn được nè đó là những món mình có thể hay là nhiều nhất là người ta làm trà bông Oh. À, nhất là hai cái ức của nó nhiều quá nhiều người nhưng mà ngọc lan nghĩ gia đình việt nam thì đã nói rồi thường đông người thì họ mới mới làm con gà tây còn ít á họ mua gà ta cho nó gọn à, thì à, nếu mà còn nhiều thì quý vị có thể xé ra để mà làm trà bông à, nhiều người biết làm ở đây à, hôm trước khán giả mình cũng à, chia sẻ cách nói rằng là đem làm trà bông ngon lắm cái con gà tây mà ngày hôm qua ở trong chương trình trò chuyện cùng lý đồ sài gòn tv buổi tối hôm qua đó livestream đó mà ngọc lan ướp trong cái nồi đó à. bây giờ mình thay thế con gà tây đó bằng một con gà ta cùng mình cũng ướp cái kiểu đó rồi mình nướng lên thì, thì nó làm sao ta ơ à, nó không cần thiết phải lâu như vậy tại vì thường cái con gà ta đó thì nó nhỏ thôi à, à. nó nhỏ thì mình cái thời gian ướp nó rất là lẹ và nó có nhiều cái kiểu làm cho cái thịt nó cũng đã ngon ừ, rồi ừ, nó không cần phải công phu giống như là con gà tây xin mời quý vị cùng trở lại với nguyễn trường và ngọc lan sau phần thông tin thương mại